Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị ơi, hôm nay bên mình lại tiếp tục lên video để giới thiệu đến quý vị và các bạn tấm nhựa ốp tường. Đây là video sản phẩm giá bình dân quý vị nhé. Hiện tại tấm này đang có khổ rộng là 40 cm, độ dày là 9 ly và cái tấm này liên kết với nhau bởi hèm âm dương quý vị nhé. Đây là một cạnh âm này. Tiếp theo là cạnh dương này. Đó và hai tấm ghép với nhau bởi hèm âm dương. Thì khi mà chúng ta ghép hèm âm dương ạ, thì chúng ta sử dụng keo bôi ở phía sau của tấm kết hợp với lại một cái ke. Cái ke này chúng ta sẽ cố định nó lên tường cũng như là cố định lên hệ khung xương quý vị nha. Khung xương thì áp dụng cho nhà tiền chế, còn tường thì các cái tường xây. Tấm này có vân màu xám khá là đẹp, vân gỗ màu xám, xám dạng lông chuột quý vị ạ, màu này rất là sang. Đối với lại nhựa ốp tường á, thì nó có khả năng chống nóng, cách âm cách nhiệt tốt này. Sản phẩm không sợ nước này, không bị mới mọt. Đấy. Sản phẩm này nó là dạng sản phẩm giá rẻ, bình dân. Đấy. Cho nên là vấn đề nó rất là phù hợp cho các cái căn nhà như là nhà thương mại, nhà bán. Quý vị có thể là dùng nó để trang trí các cái căn nhà cho thuê. Hoặc là quý vị thuê những căn nhà cần trang trí lại để làm kinh doanh, buôn bán nhà hàng, khách sạn. Thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Ngoài ra bên mình có rất là nhiều các cái mặt hàng, những cái hàng cao cấp nữa. Thì ở các cái video khác mình cũng có cập nhật những cái mã màu hàng cao cấp. Còn màu xám này là màu bình dân quý vị nha. Màu này khá đẹp đấy. Quý vị có nhu cầu sử dụng tấm ốp tường, ốp trần thì ủng hộ bên mình. Đấy, ngoài ra quý vị nào chưa theo dõi kênh ấy, thì quý vị hãy theo dõi kênh. Mình thường xuyên cập nhật những mẫu mã và những sản phẩm mới nhất để cho quý vị tham khảo. Màu xám lông chuột này đẹp lắm quý vị nha. Quý vị có nhu cầu xin một lòng ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video